Thằng kia nó đang vê đầu vú của Jenny. Mấy thanh niên, mấy kẻ trâu hơi bị nguy hiểm mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Minh Trẻ Trâu nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hôm nay thì Minh Trẻ Trâu ra đây thì có mấy bạn của Minh Trẻ Trâu đến đây chơi. Thì cũng muốn đến đây thăm nhà Minh Trẻ Trâu và cũng muốn lên video của Minh Trẻ Trâu một tí. Và hôm nay là đến đây để chơi mấy Pitbull Jenny. Jenny đâu rồi? Đây đây, bạn nào làm quen Jenny đi. Đây mọi người nha, đây là Jenny nha. Đây là một chú thợ săn nha, đây. Đây chơi với Jenny đi, ôm chó đi. Đấy, nó rất là hiền và thân thiện nhá. Không hề có vấn đề gì mọi người nhá. Không như mọi người suy nghĩ một chú Pitbull hung dữ hay là cắn người đâu. Đấy, này lạ, ai cũng này, tất cả các bạn này rất là lạ, nhưng mà khi mà Jenny quen hết này, thân hết này. Đấy, Jenny nào, bế đấy. À, thanh niên nào bế thử Jenny đây ra nào. Bế đâu? Jenny mới được có 30 cân thôi cháu ạ. 30 cân. Đấy, ui giời, mình phát luôn. Ui giời, mình phát luôn. Có đến đây chơi mà không có gì cầm cho Jenny ăn à? Buồn nhỉ. Thế thằng nào chạy ra mua mấy gói bim bim vào Jenny ăn. Mình chạy ra mua mấy gói bim bim vào cho Jenny ăn. À. Tiến đây. Còn nữa cái gì? Thằng kia nó đang vê đầu vú của Jenny. Mấy thanh niên, mấy trẻ trâu hơi bị nguy hiểm mọi người ạ. À, đây con gái của tôi nha, ông nào muốn làm rẻ không? Không ai. Không ai. Ấy cho mày, cho mày. Có thành công. Mấy bạn này khá là vui. Mấy bạn năm nay là lớp 8 không nhỉ? Vâng ạ. Rồi, đây mấy bạn lớp 8 nha. Đang tầm tuổi dậy thì bắt đầu dậy thì nhá. Đấy. Rất là mạnh mẽ luôn, rất khỏe luôn. Có tối có đi đá bóng nó bớt vậy gì không? Có. Ừ, thể dục thể thao kiểu gì? Thể dục thể thao hay chơi những cái trò gì? Cái game gãy chân Ronaldo. Ừ, cái game á? À? Đi đi ra nào. Đi đi. Đi đi. Ra ra. Ra. Có chọn anh nào làm người yêu? Anh Khánh. À, có chọn anh nào làm người yêu? Anh Phương. Con gái người ta xinh gái như thế nào, các anh nào chuẩn bị đi may còn có cửa. Anh Nghĩa. Đi đâu rồi? Đấy, Jenny khá là lớn rồi mọi người ạ. Rất là to luôn. Đấy, rất là hiền. Đấy, à, mình Trẻ Trâu đi mua bim bim về đây. Các bạn lấy bim bim cho Jenny ăn nữa này. Chả ra. Ăn cho Jenny ăn nhé, không lại ăn hết phần của chó là nguy hiểm lắm đấy. Jenny ăn hết phần của chó là hai chói và tranh nhau ăn đấy kìa. Từ từ thôi. Rồi em ơi, em ăn đi. Đấy, Jenny cũng kém lắm. Hết rồi. Ừ, ăn lắm thế. Đường rơi hết rồi. Thôi thôi. Này, sợ không ăn, ăn vậy thôi. Đấy, cho em miếng một em ăn thôi. À, bây giờ khi cho ăn này, mấy cái mõm nó ăn hết rồi này. Kinh nhỉ. Ngại. Không có bạn gái nào, toàn bạn trai ra. Không đủ bạn gái nào à? Mình không đủ. Mấy 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 thằng này đã có người yêu chưa? Không chưa. À, đây. Thằng nào có người yêu rồi? Đây. Ở đâu? Thằng nào có người yêu? Thằng nào cũng không hai. Bọn này yêu đương sớm thế. Mới có 13 tuổi mà đã yêu hết rồi. Kinh thật. Hơn bố mày ngày xưa rồi. Bố mày ngày xưa 10 tuổi bố mày mới yêu ấy. Bọn này yêu hơi sớm đấy, 14 tuổi đã yêu rồi. Đấy, Jenny này rất là hiền. Hôm nay được mấy anh đến chơi, mấy anh ấy mua được hai gói bim bim mà mấy anh ăn gần hết rồi. Anh cho được có mấy miếng không? Đấy. Thôi cho bình tĩnh, không sợ. Đấy, mọi người cứ sợ là Jenny nó cắn vào tay. Đây là những cái bạn này rất là lạ luôn, nhưng mà Jenny rất bình tĩnh. Đấy, cắn rất từ từ. Này, bế chó vào trong đấy, ngồi đây chú chụp cho phô ảnh. Bế chó ở giữa này. Đâu, ngồi vào đây, tất cả ngồi vào đây. Chụp bức ảnh cho nó chất. Đấy, về khoe với bạn với bè hôm nay ngồi với thợ săn số 1 Việt Nam. Ngồi sát vào với nhau chứ. Mấy thằng ngồi lên trên chứ. À. Đấy giời. Đội Minh Trẻ Trâu đây đang tầm tuổi lớn, các bạn phát triển khá là lớn luôn. Ở trong đây ai là người cao nhất? Thằng đây, thằng Khá Bảnh.
À, kháo ảnh à? Đàn em kháo ảnh à? Mét mấy rồi cháu? Mét 8 á? Mét 69. Mét 8. Mét 69 thì cao thua mình có 1 phân thôi mọi người ạ. Vậy chắc Minh Trẻ Châu cũng được mét 67, 68 ấy nhỉ? Tầm tầm đấy nhỉ? Vậy cao hơn cả Minh Trẻ Châu rồi á? Luôn. À, đứng thử nào, hai thằng đứng thử nào. Thằng nào cao nào? Ui dồi ôi. Cao hơn bạn. Tóc lo to như cái lắm. Bạn cao hơn mấy phân rồi? Bạn cao hơn mấy phân rồi? Đây. Đây toàn những thanh niên đẹp trai nhé, toàn những gương mặt tiêu biểu rồi. Ăn mẹ hết bim bim này, không cho Jenny được miếng nào mày chết rồi. Loại này nguy hiểm thật. Các anh ăn hết phần của con này Jenny ạ. Quá nguy hiểm. Mỗi thằng cho một miếng. Đấy Jenny bim bim cũng ăn nhé. Không chê cái gì. Thằng nào vừa sờ tí chó rồi. Tí giả 10.000 nha. Thằng nào tí giả chú 10.000 nha. Cái tội sờ đấy là 10.000 này nhít. Nắn bóp là cái tội này là mất nhiều tiền lắm. Mày dám đến đây nắn bóp vớ hoa vớ vẩn. Đây đi mà nó có chửa tao bắt mạ mày đấy. Quá nguy hiểm. Hết chưa, hết chưa? Người ăn nhanh hơn chó mọi người ạ. 2, 4, 6, 7 thằng. Chưa thì mấy mà đã ăn hết này rồi. Chưa ăn. Thầy bỏ ra hẳn lắm đấy. Bỏ ra hẳn đi. Thế ở đây ai học giỏi nhất? Hôm nay nào được, hôm nay cháu nào được giấy khen? Cháu được, học sinh được học sinh giỏi. Thằng ai học được 50, thằng ai không được giấy khen. Vậy rồi. Thầy ta cứ học giỏi. Tôi bây giờ lớp 8 thì cố gắng học cho nó giỏi vào. Đấy. Sau này làm những cái việc cho nhà nhã, không phải đi biển đi hãy như đi biển đi đường như bọn chú mệt lắm. Về nắng nuôi mà mệt lắm, nguy hiểm lắm. Cứ ở nhà bàn giấy tháng gỡ 20 triệu 30 triệu là ok rồi. Cứ đi biển tháng gỡ được có 5 triệu. Nha. Thôi đi vào nhà ngồi chơi uống nước chứ hay là cứ ngồi đây thôi. Nhà uống nước đi. Ôi ăn hết cả bim bim của Jenny rồi mọi người. Đấy. Bật bóng này lên. Được đấy. Đấy. Bật quạt đấy. Nè. Mấy bị về anh ấy vật một lúc cái là coi như là mệt phơ hết người ra. Sợ. Đi đi nhỉ. Đấy mọi người, hôm nay mấy bạn của Minh Trẻ Châu đến đây chơi thì giao lưu với Minh Trẻ Châu, giao lưu với mình và cũng đến chơi với Pitbull Jenny để làm quen nhé mọi người nhé. Thì bây giờ mấy bạn cũng chuẩn bị về đây. Minh Trẻ Châu chào mấy bạn rồi. Về đi, cho mấy bạn đi về. Chào đi. Các bạn nhá. Đấy mọi người nhá. Thì mọi người xem video thì đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Minh Trẻ Châu nhá. Với bọn này nó đủ thì thôi rồi này. Thôi về đi, khẩu trang khẩu thiết đeo vào nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.